mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Thách thức với tham vọng bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine. Phương Tây muốn xây dựng khuôn khổ đảm bảo an ninh dài hạn cho Ukraine, song tham vọng này đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và chính trị. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh châu Âu đang lập kế hoạch đảm bảo an ninh và sự hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine. Trong bối cảnh chiến sự với Nga đã kéo dài hơn 18 tháng và một số dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ với Kiev đã bắt đầu lung lay. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên tuyên bố chung về khuôn khổ an ninh dài hạn cho Ukraine được các lãnh đạo G7 đưa ra hôm 12 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva. Theo khuôn khổ này, từng quốc gia thành viên G7 gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada sẽ ký thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết loại vũ khí họ sẽ cung cấp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Mỹ và Anh sau đó bắt đầu các cuộc đàm phán song phương với Ukraine, với mục tiêu dài hạn là đảm bảo Kiev đủ mạnh trong tương lai để ngăn Nga tấn công nước này lần nữa. Còn trước mắt, các nước phương Tây hy vọng cam kết này có thể dập tắt hy vọng của Nga rằng sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine sẽ giảm dần theo thời gian. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26 tháng 8 thông báo hơn 27 quốc gia đã tham gia khuôn khổ về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Sự sáng kiến được G7 đưa ra nhưng không nêu cụ thể. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cảnh báo kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ cần thêm nhiều tháng để chuẩn bị. Trong đó một số thỏa thuận song phương chỉ có thể được thống nhất vào năm tới và tham vọng này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Một vấn đề nổi cộm là liệu các nước tham gia kế hoạch có thể đảm bảo nguồn ngân sách quân sự cho Ukraine trong nhiều năm tới, trong trường hợp lãnh đạo hiện tại có thể không còn nắm quyền sau các cuộc bầu cử. Nỗi lo này được thể hiện rõ nhất ở Mỹ, nước sẽ bầu cử tổng thống vào năm sau và Donald Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, từng tuyên bố sẽ giảm hỗ trợ Ukraine nếu ông đắc cử. Các đồng minh châu Âu đã chuẩn bị trước khả năng các cam kết dài hạn của chính quyền Tổng thống Biden với Ukraine sẽ không đủ mạnh mẽ hoặc quá mơ hồ để đảm bảo khả năng răn đe với Nga. Dù ông Biden nói hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva rằng Washington sẽ đàm phán cam kết song phương dài hạn với Kiev, giới chức Mỹ cho biết họ chưa định hình được những thỏa thuận an ninh sẽ đưa ra. Một trong những đề xuất là Mỹ và Ukraine sẽ ký một bản hợp đồng ghi nhớ về hỗ trợ an ninh lâu dài, bởi nó sẽ không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, theo nguồn tin từ chính quyền ông Biden. Tuy nhiên, việc xây dựng một khuôn khổ hỗ trợ đáng tin cậy và lâu dài của phương Tây dành cho Ukraine không phải nhiệm vụ dễ dàng, trước khi các đồng minh có thể vạch rõ mục tiêu dài hạn của họ, theo John. Mục tiêu lớn hơn của Mỹ và NATO sẽ như thế nào? Họ chưa công khai lộ trình đó, ông nói. Tin kế tiếp, Wagner chung cất ông Trump. Rigozhin được an táng lặng lẽ trong một lễ quy mô nhỏ tại nghĩa trang ở ngoài ô St. Petersburg 6 ngày sau vụ rơi máy bay. Lễ tiễn biệt Yevgeny Rigozhin diễn ra theo hình thức riêng tư. Những ai muốn nói lời tạm biệt có thể đến nghĩa trang Borokhovskaya, cơ quan truyền thông của ông Trump đăng bài trên Telegram. Borokhovskaya là nghĩa trang ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, quê hương của Rigozhin. Người đứng đầu tập đoàn Wagner được chôn cất cạnh phần mộ của cha mình. Hãng tin độc lập Agence dẫn lời một nhân viên nghĩa trang cho biết chỉ 20-30 người thân và bạn bè tới tham dự buổi lễ kéo dài 40 phút. Phóng viên AFP mô tả, nghĩa trang được phong tỏa để hạn chế ra vào. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy mộ của Rigozhin được rải đầy hoa trong nghĩa trang nhiều cây cối. Cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia cũng hiện diện tại khu vực. Rigozhin đã được tặng nhiều huân chương trước đây và các trên truyền thông của Wagner cho hay ông được trao danh hiệu Anh hùng Nga hồi tháng 6 sau khi các tay súng của tập đoàn kiểm soát thành phố Bakhmut. Đây là danh hiệu cao quý của Nga và những người được trao danh hiệu này khi qua đời thường được tổ chức lễ tang cấp cao có đội tiêu binh đứng gác. Chiếc Embraer C-600 ngày 23 tháng 8 rơi tại tỉnh Vrơ khi đang bay từ thủ đô Moscow tới thành phố St. Petersburg. 3 thành viên tổ bay và 7 hành khách trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Rigozhin và một số cộng sự hàng đầu.
giới chức Nga đã mở cuộc điều tra nguyên nhân sự việc. Điện Kremlin ngày 28 tháng 8 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Rigozhin. Ông Putin trước đó mô tả ông Rigozhin là doanh nhân tài ba, từng mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng đã cố gắng gặt hái thành công cho bản thân và sự nghiệp chung. Nhiều đồng đoán đã xuất hiện cho rằng Điện Kremlin có thể liên quan đến vụ tai nạn bởi nó xảy ra đúng 2 tháng sau khi Wagner tổ chức cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga. Điện Kremlin bác bỏ, gọi những tin đồn này là hoàn toàn dối trá. Tin tiếp theo, EU hứng chịu cháy rừng lớn nhất lịch sử. EU nói vụ cháy rừng ở Hy Lạp là vụ cháy lớn nhất từng được ghi nhận, thiêu rụi khu vực hơn 800 km², khiến khói phải huy động 1/2 lực lượng cứu hỏa trên không. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất kể từ khi Liên minh châu EU bắt đầu ghi nhận dữ liệu cháy rừng trong hệ thống thông tin kể từ năm 2000. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu EC ngày 29 tháng 8 nói, đám cháy bùng phát từ ngày 19 tháng 8 do thời tiết nắng nóng kèm gió mạnh tại khu vực gần thành phố Alexandroupolis. Lửa nhanh chóng lan rộng khắp vùng Ebro, đông bắc Hy Lạp và khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, buộc một số ngôi làng phải sơ tán. Cơ quan quản lý khẩn cấp Copernicus của EU nói rằng thảm họa tàn phá ít nhất 808,7 km², lớn hơn diện tích thành phố New York 778,2 km². Ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 18 người di cư gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức EU Hy Lạp cho biết họ vẫn chưa thể kiểm soát ngọn lửa. EU đã huy động 1/2 lực lượng chữa cháy trên không của khói, gồm các đội từ 5 quốc gia, triển khai trực thăng, máy bay và 407 lính cứu hỏa mặt đất để đối phó với ngọn lửa. Panagiota Magaro, trưởng ban bảo tồn Hy Lạp của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF cho biết ít nhất 30% công viên quốc gia rừng Dania, nơi cư trú của nhiều loài chim săn mồi, đã bị hủy diệt. Dania có tính đa dạng sinh học cao và là một trong những khu vực được bảo tồn quan trọng nhất ở Hy Lạp cũng như ở châu Âu, bà Magaro cho biết. Cháy rừng trong mùa hè thường xuyên xảy ra ở Hy Lạp, song chính phủ nước này cho biết tình trạng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu khiến cháy rừng trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hy Lạp xảy ra năm 2018 gần Athens, khiến 104 người thiệt mạng. Bản tin thứ tư, Giám đốc IAEA nói nước thải Fukushima không độc hại. Tổng giám đốc IAEA Grossi nói nước thải từ nhà máy Fukushima ở Nhật Bản có nồng độ phóng xạ tritium dưới ngưỡng cho phép và không gây nguy hiểm. Cho đến nay, chúng tôi có thể xác nhận rằng lượng nước xả thải đầu tiên không chứa phóng xạ ở mức có thể gây hại. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi nói ngày 29 tháng 8, đề cập tới việc xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản ra biển. Nhật Bản ngày 24 tháng 8 bắt đầu xả thải đợt đầu tiên, bơm 7.800 tấn nước ra biển trong 17 ngày. Tokyo lên kế hoạch thực hiện 4 đợt trong năm tài khoá năm 2023, từ nay đến tháng 3 năm 2024, dự kiến xả 31.200 tấn nước. Nhật Bản tháng 3 năm 2021 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý khoảng 1.000 bể thép, chứa 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát rồi phản ứng. Sự khởi đầu diễn ra theo đúng những gì chúng tôi dự đoán, song chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cho tới khi lượng nước thải cuối cùng được xả ra, ông Grossi nói thêm. IAEA hôm 24 tháng 8 cho biết, phân tích độc lập của cơ quan về nồng độ tritium trong nước thải của Fukushima thấp hơn nhiều so với mức giới hạn 1.500 becquerel trên lít của tổ chức này. Mức giới hạn này thấp hơn khoảng 7 lần so với khuyến cáo của WHO là không vượt quá 10.000 becquerel trên lít đối với nước uống. Nhật Bản nhiều lần khẳng định nước xả thải từ Fukushima vô hại. Cơ quan quản lý hải sản Nhật Bản cũng thông báo không phát hiện dấu vết tritium trong các mẫu cá bắt từ vùng nước xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, việc xả thải đã làm dấy lên nhiều lo ngại đối với ngư dân địa phương và khiến Trung Quốc phẫn nộ. Bắc Kinh đã áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản có nguồn gốc từ toàn bộ tỉnh thành của Nhật nhằm ngăn chặn rủi ro an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu.
tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Cách Nga có thể né lệnh trừng phạt để đảm bảo nguồn cung UAV. Nga có thể duy trì nguồn cung UAV từ bên ngoài cho đến sự Ukraine nhờ những công ty vận chuyển vô danh để né lệnh trừng phạt phương Tây. Năm tàu treo cờ Nga gồm Batysky 111, Oskim 103, Kivvy, Musazelin và Bepre đã thực hiện 73 hành trình qua biển Caspi đến Iran trong năm qua, theo tài liệu tình báo của chính phủ Ukraine. Không tàu nào trong số này bị Mỹ và các nước phương Tây liệt vào danh sách trừng phạt. Trước đó, Washington đã áp lệnh trừng phạt hàng chục tàu thương mại và công ty vận chuyển, với cáo buộc vận chuyển vũ khí và các mặt hàng quân sự cho Moscow. Tài liệu của chính phủ Ukraine cho thấy, Nga đang thích ứng với lệnh trừng phạt bằng cách chuyển sang sử dụng tàu vận tải có liên hệ công khai với Moscow và chưa bị Washington nhắm mục tiêu để duy trì nguồn cung máy bay không người lái UAV phục vụ chiến dịch ở Ukraine, theo giới chuyên gia. Chiến thuật rách lệnh trừng phạt của Nga luôn thay đổi, bởi đây chính là trò mèo vờn chuột. Eric Woods, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Moodlebury ở Mỹ nói, Nga bắt đầu sử dụng UAV Shahed do Iran sản xuất tại chiến trường Ukraine từ tháng 8 năm ngoái để tập kích cơ sở hạ tầng dân sự điện, nước và khí đốt, trong nỗ lực đánh vào tâm lý của người dân Ukraine trước thềm mùa đông khắc nghiệt. Nhỏ gọn, giá rẻ và khó bị phát hiện, những chiếc UAV mang 3-5 kg thuốc nổ này có thể quần thảo trên bầu trời, lựa chọn mục tiêu rồi lao xuống, trở thành thách thức lớn với lực lượng phòng không Ukraine. Kiev gần đây đã nâng cấp lưới phòng không bằng các loại vũ khí do phương Tây viện trợ, song không có cách nào thực hiện hiệu quả để đối phó UAV. Nhà Trắng hồi tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy Nga đã sử dụng lộ trình trên biển Caspi để vận chuyển UAV từ Iran. Mỹ cũng tiết lộ thông tin tình báo cho thấy Nga đang xây nhà máy sản xuất UAV trong nước dựa trên hỗ trợ kỹ thuật và nguồn cung vật liệu từ Iran với tham vọng xuất xưởng 6.000 chiếc. Các tàu vận chuyển mà Ukraine ghi nhận thuộc sở hữu của công ty vận tải nhỏ có danh tiếng ở miền nam nước Nga, trong đó có 3 công ty ở Ashkatan gần cửa sông Volga trên biển Skatby. Nếu thành công, dự án này có thể giúp Moscow duy trì nguồn cung vũ khí để đối phó với lượng Ukraine trên chiến trường, đồng thời nâng cao vị thế của Nga trong cuộc chạy đua vũ trang bằng máy bay không người lái với các đối thủ ngang hàng, giới quan sát nhận định. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.